48 cơ. Bài 48 tương ứng với phần tiếp theo của bài 14 quyển 1. Đầu tiên là từ xe. Chưa. Chưa. Âm Hán Việt là xa. Xe gì? Sẽ mất chưa? Sẽ mất chưa? Xe của bố. Bà bà được chưa? Bà bà được chưa? Không có xe. Mấy dầu chưa? Mấy dầu chưa? Có xe hay không? Dầu mấy dầu chưa? Dầu mấy dầu chưa? Xe của tôi, xe của mình. Của tôi chưa? Của tôi chưa? Xe của mình đâu nhỉ? Của tôi chưa nè? Của tôi chưa nè? Bây giờ là từ màu sắc. Âm Hán Việt là nhan sắc. Yến sửa. Yến. Yến. Sửa. Sửa. Yến sửa. Yến sửa. Màu gì? Sẽ mây yến sửa. Sẽ mây yến sửa. Xe màu gì? Nguyên văn là gì, màu, mà xe. Sẽ mây yến sửa được chưa? Sẽ mây yến sửa được chưa? Hãy nhớ chữ tơ ở đây là tơ nối cụm định ngữ. Trong đó danh từ trung tâm là xe, màu gì là định ngữ. Màu đen âm Hán Việt là hắc sắc. Khây sửa. Khây sửa. Xe màu đen. Khây sửa được chưa? Khây sửa được chưa? Màu đỏ. Khống sửa. Khống sửa. Xe màu đỏ. Khống sửa được chưa? Khống sửa được chưa? Là màu gì nhỉ? Hãy nghe và nhắc lại. Sì shěn mèi yán sè de? Sì shěn mèi yán sè de? Trong đó cụm sì de dùng để nhấn mạnh nội dung ở giữa nó. Là màu đen ấy, là màu đen đấy. Sì hèi sè de? Sì hèi sè de? Là màu đỏ ấy. Sì hồng sè de? Sì hồng sè de? Là tôi mua đấy. Sì wǒ mǎi de? Sì wǒ mǎi de? Là tôi cho anh ta đấy. Sì wǒ gěi tā de? Sì wǒ gěi tā de? Xe của bạn là màu gì nhỉ? Nǐ de chē shì shěnme yán sè de? Nǐ de chē shì shěnme yán sè de? Hãy hỏi lại, xe của mình đâu nhỉ? Wǒ de chē ne? Wǒ de chē ne? Xe của bạn là màu gì nhỉ? Nǐ de chē shì shěnme yán sè de? Nǐ de chē shì shěnme yán sè de? Bây giờ là từ chỉ màu xanh lam. Âm Hán Việt là lam. Lán. Lán. Màu lam. Lán sửa. Lán sửa. Xe màu xanh lam. Lán sửa được chưa?
Lán sửa được chưa? Hoa quả màu xanh lam. Lán sửa được sủi củ. Lán sửa được sủi củ. Là xanh lam ấy. Sì lán tờ. Sì lán tờ. Cụm sì tờ. Nhiều trường hợp có thể lược bỏ chữ sì đi, chỉ dùng tờ. Sì lán tờ có thể nói thành lán tờ. Lán tờ. Hay hỏi lại, xe của mình đâu nhỉ? 我的车呢? 我的车呢? Xe của bạn là màu gì nhỉ? 你的车是什么颜色的? 你的车是什么颜色的? Xanh lam ấy. 蓝的. 是蓝的. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thứ hai gặp lại. 星期一见. Lấy mấy cái màn thầu. 要几个馒头. Bánh bao. 包子. Còn lấy cái khác nữa. 还要别的. Buổi chiều đi ra thư viện. 下午去图书馆. Đợi một lát. 等一会儿. Nhân viên của trường. 学校职员. Biết số điện thoại. 知道电话号码. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. 马校长欢迎您. Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. 北京语言大学. Nhưng mà. 但是. Nặng hay không? 重不重? Cái màu đen. 黑的. Của mình rất cũ. 我的很旧. Đồ dùng hàng ngày. 日用品. Một cái ô. 一把雨伞. Còn cả một quyển sách nữa. 还有一本书. Hai cái đĩa. 两张光盘. Lâu lắm không gặp. 好久不见. Gần đây vừa khai giảng, hơi bận. 最近刚开学, yếu điểm máng. 茶 hay là cà phê? 茶 hay là cà phê? Uống cốc trà đi. 喝杯茶吧. Xe của mình. 我的车. Xanh lam ấy là xanh lam ấy, nhấn mạnh. 蓝的. 是蓝的. Màu gì? 什么颜色?